Cái bếp này thấy ok không chú Tây? À, bếp mày tốt rồi đó. Chú Tư hôm giờ không có lên clip cô chú anh chị nhắc chú Tư quá trời kìa Tư đây. Giờ chào cả nhà cái được không chú Tư? Chào cả nhà. Ngồi ở lại ăn cơm chú Tư đây. Hôm nay ăn lạc mà. Chào cả dạ. Nhà. Bữa nay bên con cũng ăn lạc nữa. Thì cái bếp mình mua hôm bữa cô chú anh chị thì cũng được người anh tặng. Thì sẵn đây Hành cũng gửi lời cảm ơn anh một lần nữa. Thì hôm nay là cha, nhờ cha đã bắt đầu cha đã bắt đầu để đã bắt đầu kêu bằng cái này kêu bằng cái gì mẹ? Mình để bếp lên mình kêu bằng cái gì đó? Hỏi cha kìa. Thì mình để lên cái gì ta? Sao không tự? Để lên, nó để lên cái bếp. Dạ. Thì cũng do là mình mua cái bếp nhưng mà cái ống khói kia thì nó sợ nó yếu hay ta. Rồi mình đợi mình mua cái ống khói này. Lá mình không dám khói lên. Dạ. Làm ra ngoài đó. Có cái bếp này là hết sợ gió nó táp rồi nè mẹ. Dưới đỡ. Cái nhà lá mình sợ cái ống khói mình đốt lửa lên nó nóng rồi nó sợ nó cho ảnh hưởng. Rồi, sức luôn à. Cái đó có nước sạch sạch vô cho nó chết vô ăn nha. Thôi vậy đi. Dạ. Vậy được đây. Rồi cô bà mời khoét lá đưa lên rồi cái phà phà cái lá gì nó. Ừ. Thế vậy chứ ông chỉ vậy cho nó chắc ăn không Tư ơi. Hả? Cái ống này nó dày chắc nó không cháy nổi đâu ha mà. Không cháy không có nổi đâu. Đâu phải rồi là đường đâu mà lửa tới gì đó. Dạ. Ăn chay vậy hồi ở lại ăn cơm nghe Tư. Hồi ở lại ăn hủ tiếu xào nè. Hủ tiếu. Đó mà thêm lên một ống nữa là xong lửa nó xong chứ. Hôm nay thì cũng có bé Thư qua chơi nữa nè cô chú anh chị. Có camera. Bị bắt lặt rau ở dưới đó rồi. Xấu xấu rồi sắc xả lặt rau rồi. Trên này thì mẹ bắt đầu chiên tà hủ. Mẹ chiên tà hủ. Hôm nay thì mình cũng hôm nay là 30 hay 11 mẹ. Bữa nay 11 rồi con. Dạ. Hôm nay thì gia đình mình cũng ăn chay cô chú anh chị. Nên là cũng ở nhà quay clip chia sẻ với cô chú anh chị. Thì gia đình mình ăn chay. Chút lâu rồi. Quay clip để ăn gì thì mình quay nấy. Dạ. Cái bếp này hồi mà ủa xúc cho vô để vô gọi luôn đó hả mẹ? Để xúc, mẹ xúc cho vô gọi chứ con. Dạ. Để hình phè với cô chú anh chị hai cái con gà của Dâu Tây nuôi nè cô chú anh chị. Dâu Tây sinh hai con gà này là Dâu Tây nói để cho Dâu Tây. Dâu Tây nuôi ở trong lòng. Đây. Đây. Hai con gà của Dâu Tây đẻ quá trời đẻ luôn mà. Mấy trứng rồi con? Hôm gậy đẻ tới cỡ 5-6 trứng rồi đó mà lấy ra hết trơn rồi. Bởi vì Dâu Tây nó không cho ăn thịt phải rồi. Ừ. Trước là mình tính bắt con gà này là để mình ăn thịt. Nhưng mà Dâu Tây không cho, Dâu Tây xin hai con này luôn rồi. Của Dâu Tây. Chiên hồ kỳ hả chứ. Ây da, nó văng quá. Cái này không biết có cách nào chiên cho nó không bị văng không. Cái dầu nãy mình chiên tàu hủ này, cưng này chứ vớt ra chứ chặn dùng dạ. Cái hồ kỳ này mà chắc sáng mình nấu ăn sáng thì cũng ngon hết chứ. Nó như mình nấu hủ tiếu rồi mình cho vô á. Củ sắn này. Gió quá trời gió nè. Ờ. Năm nay củ sắn người ta trồng theo tội nghiệp mấy người bán trồng củ sắn rồi Út Thành. Nghe nói có 2.000 ký à. Mà không ai mua nữa. Hồi nãy con hỏi chị kia nói được 2.500. Được lên được 2.500 rồi hả? Vậy là lên lại đó con. Có nhiều người nghe nói không có mua luôn cả. Chiên xong mà hả chắc. Cái này mà nấu bún nước lèo chay bỏ hồ kia đó vô là ngon nhất. Dạ. Ok, với cà hủ. Giờ mình đi cũng có đi trải nghiệm bên đồng nữa nè mẹ. Ê. Hôm nay thì ở nhà của chính chị. Hôm nay thì không có Thành nhỏ với bé Su à. Bé Su với Thành nhỏ hôm qua thì mình đi câu cá rô. Rồi xong rồi bé Su với Thành nhỏ cũng về bãi nữa coi chính chị. Không biết chiều nay là dự định có thể là chiều nay qua nè mẹ. Vậy hả? Chừng xíu qua tới dạ. Chừng qua tới thì vô mình ăn hủ tiếu luôn. Chắc tàu hủ nhìn thấy ngon quá ha chứ. Cái này mà có tương ớt đâu phải.
Trắng lớn nữa là thử à. Hồi có Út Tây đi học về cho Út Tây thử à. Bữa nào mình ăn chay mình nấu miếng nước lèo chay bữa Út Thành. Không kịp vô tay về với con à. Béo lắm. Thật ra không kịp về với con. Cái đó là mấy người ăn chay người ta ăn thay thế thịt luôn. Cái hồ kỳ này nó ngon hơn cả hủ nữa. Cái hồ kỳ đó Út Thành biết ăn cái gì, cái lẩu gì mà bỏ vô là nó ngon nhất không? Con nhớ suy nghĩ rồi. Có cái ăn cái lẩu thịt dê. Đúng rồi. Ủa thịt dê là cái đó là nấu lẩu. Lẩu dê hầm thuốc bắc. Hầm thuốc bắc mình bỏ mà hồ kỳ này vô là ngon. Ăn hồ kỳ không luôn. Con ăn hồ kỳ này hồ dê luôn mẹ ơi. Ăn hồi ăn cơm không được ạ. Mà ngon quá. Để bụng ăn cơm. Cái bếp mới nhúm thấy sao rồi mẹ? Thấy cũng im lắm con. Mới nó chưa cháy dữ đâu. Mẹ có sức cho bỏ vô rồi nè. Dạ. Từ nó quen rồi cái bếp này cháy dữ lắm. Bữa nay mình khai trương bếp mới rồi. Nay khai trương ông lò hả mẹ? Mà cái này mình mua là không có như ý mình, cái là cái gạch này nè, đáng lẽ dán gạch tối tối Út Thạch. Dạ. Cái gạch trắng này sợ có lọ. Thử dán được, dán gạch như gạch này là đẹp hết mẹ. Ủa cha, lấy miếng dán này lên đây làm chi ta? Để kê. Y kê bước lên hay gì đó. Cũng có cô chú anh chị đóng góp nói sao mà cái video của mình quay thì cái tiếng nó hơi nhỏ nè. Nhưng mà Thành cũng không hiểu sao nữa. Tại vì mình cũng có cái mic nhưng mà chắc là tại vì nó có hai cái đầu thu à. Rồi có nhiều khi ở xa chắc nói chuyện nghe không có được rõ hả mẹ. Chắc vậy quá à. Dạ. Chứ mình cũng cố gắng hết sức cả nhà. Dạ. Con nghe hình như cái ống khói này nó hú mẹ ơi. Nó hút cái con chụm gì nè. Cái nó hút khói ra. Nó hút khói lên nghe. Hút khói lên. Dạ. Thấy khói ra đó. Khói ra. Wow, khói thải ra đó kìa. Tỏi mình cũng vàng à. Bây giờ mình cho cái củ sắn vô xào trước. Lúc nãy con rủ chú Tư lại ăn. Mà không biết chú Tư chắc ha. Nhưng mà chú Tư hứa là xíu là đạp xe qua. Rồi, không biết chú Tư qua không. Quá trời đó nè. Ê, còn rau nữa. Thấy nhầm củ khoai tây nó như bàn tay mình vậy đó. Đám này cũng tốt mà đám đó cũng tốt nữa. Toàn là rau không. Nó có rau cần, húng lủi, rồi diếp cá. Ủa sao không cắt cái đám bên đó tốt quá trời kìa chứ. Cái đó bên đó nó non thôi. À cái tiền đạp nha. Gấu tính đi bẻ rau nữa hay gì. Gấu. Gấu. Nó kiếm đường nó vô á, nó cắn lưới á con. Dạ. Nó cắn lưới là nó kiếm đường nó vô. Mẹ cột lại hoài luôn á. Đi vừa một cái là bốn con nó chạy theo. Nữa ăn cái bụi xả đó cho hết đi, cái mình diệt bụi xả đó mình trồng rau nảy nở ra thêm nữa. Dạ. À, ở cặp cặp cái bờ trời này đẹp rau quá trời ngon, có cắt ăn vậy nó mới tốt á. Rau cần mẹ tấn lên rồi đó thấy không? Rau cần nước. Mẹ trồng được rau cần nước mẹ mừng chết. Nấu được tô mì rồi đó mẹ. Xì luôn hả chứ? Ít được rồi con ơi, vừa vừa thôi. Ồ cái này. Cái này ăn cả hai nồi hủ tiếu chưa hết nữa. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo mấy hao rau. Còn chập bánh xèo nữa. Rau mình chín rồi. Giờ mình cho hủ tiếu vô luôn mình nhắc xúc. Dạ. Quá hấp dẫn nè. cho từ từ đi mẹ xới cho. Một chảo dung dĩ dèo luôn. Mẹ cũng rửa chứ mẹ không có trụng. Dạ. Mẹ ngâm nước mẹ rửa nha. Nghe nói hủ tiếu này nó không có nhão mẹ. Nó khô. Ngon lắm. Hủ tiếu này gói rau nha. Dạ. Hủ tiếu mình cũng chín rồi đó Thành ơi. Dạ.
nó không có bị nhão ngon quá hết á. Quá sao cháu biết chú Tư đâu rồi nữa, phải có chú Tư chở mới hết nổi. Giơ tay đi học về hả, giơ tay. Xin chào giơ tay. Nay học im không? Hả? Cũng được hả? Cũng đỡ. Giơ tay câu cá rô hôm qua nhiều cô chú chị khen quá trời kìa. Nói giơ tay câu dở quá. Khen giơ tay câu dở quá. Nói chơi với cô chú anh chị khen quá trời luôn kìa. Vô thay đồ không? Hả, là ăn cơm hả thay? Thay đồ không? Thay đồ đi ăn cơm hả? Châu còn nhím thay đồ ăn cơm nè. Bụng bậm nè, cho thiệt là nhuyễn luôn. Thế vậy làm nước mắm bậm này nhuyễn ăn mới ngon mà. Đúng rồi, nãy mình quên bào cải đỏ vô nước mắm này nữa Thành. Sẵn còn đợi vô tay thay đồ nè. Nước mắm chay này thấy vậy chứ ăn giống hệt như nước mắm mặn luôn á con. Ngon. Cũng có được khác biệt. Được rồi đó, con bỏ vô đi. Con nhớ mẹ không có chai nước mắm chay là mẹ làm bằng nước tương. Ừ. Nước tương với gì quên mẹ. Khoan chút nước tương thôi, còn nhiêu mình làm muối á. Muối hột mình á con, mình làm mắm chay. Hồi xưa làm ăn vậy xong chứ đâu có nó mắm chay gì đâu. Nhưng mà ăn thấy cũng ăn ngon. Ăn cũng ngon. Nước mắm mà làm mà có tỏi ớt vô cái dòm thấy. Đó, dòm tao biết tao nước mắm mà chay đâu phải không? Lại đây mẹ cạo cho. Còn cái mẹ. Hấp chẳng đó bụng quá rồi. Vô tay ơi. Vô tay đợi vô tay. Bụng quá vô tay ơi. Wow. Quên một chuyện nữa rồi. Quên múc nước mắm ra cho vô tay. Mà giờ vô tay ớt ớt ăn được hết trơn. Dạ. Mẹ quên múc ra riêng vô tay miếng. Để con đi rửa dao con lên sắc dưa leo. Vô tay ra là vừa rồi đó. Dưa leo đi mẹ hãy xúc. Khủ tiếu. Nãy giờ đợi vô tay đó bụng quá vô tay. Rồi nãy giờ cũng 3 phút rồi đó. Giờ mình cho hủ tiếu ra luôn. Có 3 phút mà dối. Tại đó bụng sẵn. Nhìn chảo hủ tiếu ngon không vô tay. Người cha 15 phút còn chưa dối. Cho ra dĩa luôn hả con? Cô cho ra dĩa luôn. Hấp dẫn quá mẹ. Ta 30 phút hay 15 phút. Sao hủ tiếu mẹ thích có củ sắn. Mới lâu. Ta mới dối bụng chứ. Con mới mất 3 phút. Củ sắn ở rồi. Đây thì tha hồ ăn luôn. Nó ghẻ quá rồi. Trời. Xúc ra hết luôn ha. Dạ, chảo hủ tiếu này bán cho đắt một chút nha. Chảo hủ tiếu này dữ lắm à. Mình ăn chay, mình ăn hủ tiếu xong. Vô tay đi học về thấy chú Tư ở trong nhà không vô tay? Chú Tư có, có hả? Ở trong xúc một xốp vô. Trời, chú Tư xúc một xốp tiếp tiếp hả? À? Vậy không? Dữ dằn vậy ta. Vô, giờ vô tay vô kêu ông chú Tư ra đi. Chú Tư ra ăn. Con biết con thích ăn cái gì. Thích ăn gì đâu con nói đi. Ăn đậu hũ. Dính nha. Đúng vậy. Sợ hủ tiếu này mà có cơm cháy này ngon lắm nè. Chào. Đi đi là cha. Rồi, gia đình mình chuẩn bị nhập tiệc thôi. Cái bụng quá rồi. Chú Tư quá em, quá quy tính. Chú Tư là số 1. Vô Tư ơi. Tiếu xào ông Tư ơi. Rồi, ngồi kế cha con nè. Bây giờ mình bắt đầu ăn đi Tư ơi. Cả nhà ăn hủ tiếu. Chay. Nhà tay đi Tư. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cũng mời bà cô chú mà. Rồi, mời cả nhà. Úp tay à. Chứ hai nghĩ là lấy cái chén á xong rồi úp tay múc vô chén. Đúng rồi. Cho vô tay gói luôn. Giữ gần được. Nha. Đây, chứ hai món. Cái này ở ngoài phòng thuốc cũng sợ hủ tiếu nữa hả cha? Tiếu. Nay đụng rồi. Cái nay mùng 1 mà ngoài phòng thuốc cúng. Đụng hàng hả vô tay. Thưởng thức món củ tiếu trong nhà cả bằng ngoài phòng thuốc không? Rau này rau của nhà luôn nè ông Tư. Có rau rồi, rau cát, rau cát. Vậy đó hả? Chú Tư có hung cày không Tư? Có hung cày không? Hung cày không có trồng, toàn gốc cá không à. Còn chưa có hung cày, còn tính kiếm hung cày. Hung cày gì trồng đất mình đây đâu trồng nổi. Nó khó trồng hả? Trồng con trậu sao chứ trồng chết chân. Chảo hủ tiếu này ăn mạnh mạnh mới hết nha. Đúng rồi đó. Đã nhiệt tình mới được. Chú Tư gán nhiệt tình cho chú Tư. Thì chú Tư 4 chén.
Ngon quá. Út không biết gì chén luôn. Út thì Út chén. Chú Tư thì Tư chén. Út là không chén. Hổng gài lâu quá không có làm chả chay. Không làm mắm chay luôn. Đù mà gói rồi. Lo đi không. Bữa nào mình kiếm rau mình chiên bánh xèo một bữa nữa nghe chú Tư. Hay là mình đổi là mình đổ bánh khọt đi Tư ơi. Ừ. Tiếu ăn lại bánh xèo hả? Nó có cho nó bánh khọt á nè. Ừ, đúng rồi. Không nói chuyện là biết ngon, không nói nên lại à. Cha nói đi cha. Vô địch câu cá rồi. Đặc dữ à. Ông Tư có coi clip đó hả? Có. Ông Tư coi đều mỗi clip luôn không Tư? Mỗi ngày á. Thường thường là mấy chị em quay với mẹ không à. Cha cho ít có xuất hiện ở trong clip đó. Bởi vì cũng hóa cô chú anh chị chắc nước cũng hỏi nước chanh ấy. Cho nên là cũng hỏi thăm. Không biết tại sao mà thường là bữa cơm gia đình tại sao không thấy cha xuất hiện. Thì cho cũng giới thiệu với cô chú anh chị, đây là cha của Châu nha. Còn đây là chú Tư hàng xóm. Chú Tư hàng xóm. Tại vì cô chú anh chị mà theo dõi mình lâu á thì rất là quen thuộc rồi. Còn có nhiều cô chú anh chị mới vô thì cũng chưa có hiểu rõ. Nên là cho mới giới thiệu lại thôi. Thì cha cho thường thường á thì ăn chay á cô chú anh chị. Cho nên là thường ăn là cha ăn riêng không ạ. Ít có ăn cơm chung á. Tại vì thường là do tính, giống như là thường là do tính chất công việc nữa. Người mình ăn uống thì cũng không có đúng cái giờ giấc nữa. Cho nên là thường người làm xong là ăn thôi. Bởi vậy thường là không có ăn cơm chung cha. Trái múi giờ với cha. Đúng rồi. Nghe vô con. Mình rủ cha mẹ ra đây ăn chứ cha mẹ ăn rồi, ăn cơm rồi dạ. Nữa ừ. Mà tại hủ tiếu thì ra nãy cuốn vài cuốn vậy. Tình nó ra đó chứ nãy cha nói cha ăn rồi. Vậy là xong nữa rồi đó. Ba cuốn hả cha? Ba cuốn. Ráng cuốn nữa đi. Nói hả? Không nói. Để mày chuộng ba cuốn hả? Dạ. Vậy là còn lại chú Tư phải tăng lên. Anh đi anh Tư. Tăng lên nữa chú Tư. Tôi ba cuốn một. Chú Tư là bạn với chú Tám. Bởi vì chú Tư phải ăn nhiều thêm phần của chú Tám luôn nha. Tám ăn ít quá. Giờ thầy phải cười. Giờ ăn ít là bị phạt nữa. 4 phần nữa là Tám. Giờ tay có lọc ăn với ta. Đi học vừa về tới thay đồ ra là ăn luôn. Mình đi học về mà ai làm cơm sẵn thì mình mừng lắm. Hồi nhỏ nhỏ ở bên đó đó cha. Ở bên chỗ ông địa. Đi học về đó có cơm là mừng. Giờ về có hủ tiếu xào rồi quá mừng luôn. Hồi đó có bánh trái gì ăn. Đi học rồi đó đi mọc luôn một chứ. Ừ. Giờ vô tay sướng lắm, đi học đạp xe tè tè. Vô tay giờ sướng hơn cái thời của tụi con hồi đó. Hồi đó thời chị em mình là còn đi bộ. Mà đâu có được đường nam dốc gì đâu. Nổi lửa hết chảo hủ tiếu rồi đó cha. Nổi rồi hả? Nổi rồi chảo hủ tiếu rồi đó. Ấy êm không? Êm lắm. Cái bếp không có nóng luôn. Rồi đứng chậm lửa rồi thoải mái lắm. Nó thấp quá nó không hút. Mẹ nấu cảm nhận mẹ khi đứng cái bếp làm sao mẹ nói cho anh mừng nè. Khỏe quá trời luôn Michael ơi. Cái bếp không có khói. Rồi chụm lửa thì nó khói nó hút. Dở về bên cái ống khói hết trơn. Đúng rồi nãy mới đốt lên con nghe hút gì con không biết cái tiếng vậy. Vậy nè. Ai ngờ nó hút quá trời hút luôn. Cảm ơn Michael nhiều lắm nha Michael. Biết sao không sợ làm một ống một nó ra làm thẳng lên ống nhà nó thông mình quẹo quá. Hồi mà còn hai, nói sự thật nha, còn hai cái bếp đó không phải mình có mới rồi mình quên cũ. Nhưng mà hai cái bếp hồi xưa đó, hồi ôi nó lan rồi nó nóng mình mẩy, nó nóng mặt mày cũng chết luôn á. Cái chỗ này lúc này cái mấy ổi này nó lớn rồi đỡ gió nè. Rồi hôm trước nó táp một cái nè. Thiệt, nhiều khi con nói ủa sao mẹ né hoài vậy, nó nóng quá trời nóng á. Hôm trước là nóng, táp lửa táp chữ dằn luôn. Sao mẹ, để chế gấp nữa đây nè. Thằng nào có đói tôi cắt ba lá sốt cá qua. Dạ. Hồi gấp cá bên con nhóc rồi. Bên đây có rồi không Tư? Bên đây có. Có nhiều lắm à. Ăn không hết luôn. Mời cái nhà nha. Lá chạn. Rồi lá chạn là lấy liền à. Lá chạn cho nhiều cũng lấy vậy nha Tư ơi. Lá chạn ăn ngon. Ăn ngon ngon. Quay mà chịu không nổi. Em chẳng nè. Cái này
này ngon là hủ tiếu ngon với lại nước chấm nha mấy mẹ. Không, nước mắm chấm ha. Dạ. Nước tiêu với cha nhiêu là thôi vậy đó. Hôm nay mình đi bên đồng cái ông cậu đi khám bệnh về cũng không gặp mình luôn. Có gặp con. Có gặp vô tay hả? Cậu nói hôm qua ông cậu có xuống nhưng mà không gặp mình. Về đi nữa hả cha? Đi à, ông cậu đi à. Không có gặp lúc trước nó gặp lâu rồi đó. Hồi sáng gần đông 5 giờ là ổng lên xe ổng đi. Cậu chạy xe hơi. Không, hồi bữa chủ nhật, bữa vô tay nó. Ông cậu đi. Hồi chủ nhật lúc đó Út đi xe đò. Với hai rồi ngủ hết luôn. Nhớ không? Không mẹ hay đi nha. Mẹ hay đi cũng có nhà. Đi ra vườn. Nói tình em cũng không kể được. Cái này muốn gói cho gọn á. Mua miếng bánh tráng á bà, bánh tráng mềm á. Không, làm gói là con không thích gói bánh tráng nè. Gói dạ. Rau không về ăn mới ngon. Đã ngon. Ngon ha. Ngon mới hơn. Ăn này cấm hỏi nha. Đang hỏi trả lời không được. Nhầm khi cuốn bự quá. Quá ta. Có ham gà con cuốn bự quá. Nhưng ăn cho hết cái dĩa này mình khỏi nấu cơm. Bữa nay ăn vậy là thôi đó, khỏi nấu cơm á. Vậy là... mà ai ăn không no thì đó gắng chịu. Tại vì bữa nay không có cơm. Chắc nè. Mẹ là người nấu cơm. Mẹ nói gì chứ mẹ. Phải có một chút cơm vàng xuống. Này con đặt cọc một chục cuốn á. Này cuốn là chất lượng không nè. Nước mắm chai con ăn con có cảm nhận gì không? Thấy khác không chồng? Dạ ngon quá mẹ. Ngon ha? Dạ. Tay ăn cái gì? Nha ta tự gấp đi ha. Ngon quá nhiều ta. Con có lần mà con thấy con gấp mình gấp thấy à. Ừ. Mẹ trang vô chén. Vô chén rồi bẻ rau vô. Mà ăn cuốn mới ngon hết thật. Cuốn mới ngon. Nó mở tay. Mà cái hai bổ ăn bữa cái hai vớt. Ăn lần mới là mệt nha. Rất tiếc rồi. Còn cả đống nữa. Nếu mà đủ cái miếng hột kia á. Còn 8 cuốn không? Cái miếng hột kia béo. Này nghe cái bụng ăn thôi mà. Mình ăn chưa được phân nữa đó. Nhiều quá. Còn thuốc bữa nay cũng xào nữa chứ phải không xào kêu đem ra ngoài ăn tiếp ha. Gắng cố gắng đi. Này đụng với ngoài à. Gì tay. Mẹ gì chứ cái cuốn này mẹ cuốn không có khéo. Mà mẹ cuốn gửi cuốn là khéo rồi, cũng được nha. Ăn nè, con để vô. Cuốn này khéo mà mẹ cuốn rau này mẹ cuốn nó dài quá, con để vô không được. Cuốn không gọn không. Thôi bữa đó mình mò dập mình làm gửi cuốn. Làm gửi cuốn một cuốn. Mẹ thích gửi cuốn hến hơn. Cái con gửi cuốn hến, con hến nó nhỏ, nó vừa. Điểm ngày mẹ cũng thấy. Người ta xào lên rồi người ta cuốn hết thôi. Đúng rồi. Thấy mấy cái đám rau của mình nó tốt á, mẹ cũng muốn làm gì để cuốn. Bữa nào mình đi cạo hến mình gói cái gì cuốn súp bánh tráng vậy đó mà. Làm món mới đi. Bà còn mấy cuốn nữa. Cuốn đó nữa ba cuốn rồi đó. Còn 7 cuốn nữa. 7 cuốn nữa chắc không nổi được. Sao ba cuốn ngọt quá. nhìn mặt 7 cuốn là không nổi rồi mà đòi 10 cuốn. Út ăn rồi chưa được á. Nó nằm cuốn nè. Quá mượn coi. Nãy giờ thì gia đình mình cũng dùng xong bữa cơm mà cô chú anh chị. Và anh chắc cũng xin phép là kết thúc clip tại đây luôn.
Thì trước khi có clip thì Hành cũng muốn gửi lại chút sức khỏe tới cô chú anh chị thật là nhiều luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video cũng như là ủng hộ kênh Cù Lao Nhãn trong suốt thời gian vừa qua. Rồi mình hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Cù Lao Nhãn nha. Bye bye.